chào quý khán thính giả của đài SBTN. Hôm nay chúng tôi xin trở lại với quý vị qua cuộc trò chuyện với mục sư Trần Nhật Thăng về những thắc mắc thần học. Trước hết xin kính mời mục sư lên tiếng ngỏ lời chào đến khán thính giả của đài SBTN. Xin kính mời mục sư. Kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính chào quý vị, chào anh Thành. Thưa mục sư, tôi xin cảm ơn mục sư đã nhận lời mời của chúng tôi để xuất hiện một lần nữa trên màn ảnh của truyền hình của đài SBTN. Hôm nay chúng tôi muốn nêu lên những thắc mắc chung quanh một nan đề hết sức quan trọng, xin mục sư làm sáng tỏ cho. Đó là tại sao các Cơ Đốc nhân tin rằng Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Hầu như các giáo chủ của các tôn giáo đều là con người bình thường. Chỉ có Cơ Đốc giáo tin rằng Giê-xu là Đức Chúa Trời và đồng thời là con của Đức Chúa Trời. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời chị Minh Trước đặt câu hỏi đầu tiên với mục sư trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Kính thưa mục sư, tôi là một Cơ Đốc nhân. Tôi tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của tôi. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với một người chưa tin Chúa, thì họ lại hỏi tôi rằng, chị dựa vào đâu mà tin rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời? Chúa Giê-xu có thực sự sống ở Do Thái vào thế kỷ đầu tiên hay không? Hay chỉ là một nhân vật hư cấu? Câu hỏi này làm cho tôi khá bất ngờ, bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều tin rằng Chúa Giê-xu là một nhân vật có thật. Thưa mục sư có thể giúp cho tôi câu trả lời hay không? Và xin mục sư đừng dựa vào cuốn Kinh Thánh, vì người hỏi tôi cũng không tin tưởng vào cuốn Kinh Thánh. Tôi muốn hỏi lịch sử Do Thái có nói đến một nhân vật nào mang tên là Giê-xu hay không? Xin cảm ơn mục sư. Tôi rất tiếc là người bạn của chị không tin vào quyển Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi muốn trả lời ngay rằng chắc chắn Chúa Giê-xu là thật, hiện hữu trong nước Do Thái trong mấy thập niên đầu của thế kỷ thứ nhất và sau đó Ngài thăng thiên và ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không dùng Kinh Thánh của Tin Lành để trả lời câu hỏi của chị, mặc dầu trong quyển Kinh Thánh có vô số chứng cớ xác nhận về sự hiện hữu của Ngài. Ai ai cũng biết Do Thái giáo, Hồi giáo chống đối đạo Tin Lành, nhưng các sách của họ đều nói đến một nhân vật là Chúa Giê-xu. Mục sư xin cho phép tôi ngắt lời mục sư ở đây. Tôi muốn đặt một câu hỏi. Theo như mục sư nói thì trong các quyển kinh của Hồi giáo và Do Thái giáo, họ có đề cập tới Chúa Giê-xu. Đây là hai tôn giáo chống đối với Cơ Đốc giáo. Vậy khi họ nói tới Chúa Giê-xu, họ nói như thế nào? Chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy người Hồi giáo rất quan tâm và viết nhiều về Giê-xu. Tiến sĩ Tarif Khalidi, giáo sư môn ngữ học Á Rập tại Đại học Cambridge, đã dùng 303 câu chuyện qua hàng trăm cuốn sách bằng tiếng Ả Rập viết về Chúa Giê-xu, và ông đúc kết lại thành một quyển Muslim Jesus nguyên bản bằng tiếng Ả Rập, bản dịch bằng tiếng Anh ngữ, có 246 trang, do Harvard University Press xuất bản vào năm 2001. Quyển Koran là kinh thánh của Hồi giáo, cũng nhiều lần viết về Chúa Giê-xu. Kinh Koran mô tả Chúa Giê-xu là một tiên tri của Đức Chúa Trời, là sứ giả của Đức Chúa Trời. Kinh Koran ghi nhận Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh tinh thần thánh thiện. Giê-xu có khả năng chữa lành những kẻ mù, những kẻ cùi hủi và khiến cho kẻ chết sống lại với sự cho phép của Đức Chúa Trời A-la. Hồi giáo tin rằng Đức Chúa Trời A-la đã đưa Chúa Giê-xu về trời. Ngoài ra, Kinh Thánh Ta-mết của Babylon khẳng định sự đóng đinh Chúa Giê-xu vào chiều của lễ vượt qua và cáo trạng chống với Chúa Giê-xu về việc Ngài thực hiện pháp thuật và khuyến khích người Do Thái bỏ đạo. Về Do Thái giáo, người Do Thái nhìn nhận Chúa Giê-xu là một nhân vật có thật, bằng xương, bằng thịt, đã được sinh ra ở Do Thái cách đây 2.000 năm. Nhưng người Do Thái không tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Họ đưa ra nhiều lý luận để bác bẻ Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Tuy nhiên, người theo Do Thái giáo cũng bài bác vị thế và vai trò của Chúa Giê-xu, lại càng chứng minh rằng chính Chúa Giê-xu hiện hữu và có thật. Như vậy, qua ba tôn giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đã xác nhận một nhân vật có thật tên là Giê-xu. Thưa mục sư, tôi hoàn toàn chấp nhận lời nhận định của mục sư. Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo chiếm 54.5% dân số trên thế giới đều nhìn nhận có một nhân vật tên là Giê-xu.
Thưa mục sư, như vậy, ngoài ba tôn giáo này, các sử gia độc lập thời đó, họ có viết gì về Chúa Giêsu không? Dạ, thưa. Tôi cũng muốn nói tiếp theo là hơn phân nửa nhân loại đã tin rằng có Chúa Giêsu. Trong số những người này, có biết bao nhiêu học giả, trí thức, bác học của các nền văn minh Tây Phương, cộng với văn minh của Trung Đông và Trung Hoa. Bởi vì tại xứ này hiện nay đã có 160 triệu cơ đốc nhân. Thật đáng tiếc nếu từ chối nghiên cứu và tìm hiểu về Chúa Giêsu. Trở lại câu hỏi của chị, có rất nhiều sử gia thời đó viết về Giêsu. Tôi xin nêu lên một vài vị trong số đó. Trước hết là Cornelius Tacitus, sử gia của La Mã đầu thế kỷ thứ nhất. Người được coi như là một trong những sử học gia chính xác về thế giới cổ đại. Đề cập đến Đấng Christ, người chịu khổ dưới tay Pontius Pilate trong thời trị vì của hoàng đế Tiberius. Người thứ hai là Flavius Josephus, là sử gia Do Thái nổi tiếng nhất. Trong tác phẩm Antiquities nói đến Gia-cơ là anh em của Chúa Giê-xu, người được gọi là Christ. Ông còn viết Chúa Giê-xu là Đấng Christ đã chết, đến ngày thứ ba sống lại, hiện ra cho họ thấy như là các tiên tri đã báo trước những điều này, và hơn 10.000 người khác liên quan đến ông ấy. Ông viết, rất nhiều người từ trong những số người Do Thái và các quốc gia khác đã trở thành môn đệ của ông ta. Phi-lát lên án ông và đóng đinh ông vào cây thập tự cho chết. Nhưng những môn đồ của ông đã không từ bỏ trọng trách môn đồ của người. Họ báo cáo rằng ông đã xuất hiện với họ 3 ngày sau khi bị đóng đinh và rằng ông vẫn sống. Và theo như vậy, có lẽ ông là Đấng Mêsi liên quan đến người mà các tiên tri đã kể lại những chi tiết lạ lùng. Ngoài ra còn có những sử gia khác đều có nói đến Chúa Giêsu trong các bức thơ và bài viết của họ. Có nhiều chứng cớ mạnh mẽ về sự tồn tại của Chúa Giêsu cả trong lịch sử thế tục và Huyễn Kinh Thánh. Có lẽ bằng chứng vĩ đại nhất là hàng ngàn cơ đốc nhân trong thế kỷ thứ nhất, bao gồm 12 môn đồ, đã sẵn sàng dâng cuộc sống của họ như là người tuẫn đạo cho Chúa Giêsu. Con người sẽ chết cho những gì họ tin là sự thật, nhưng không ai chết cho những gì nếu họ biết đó là sự lường gạt. Theo lời mục sư giải thích, thì chúng ta không có lý do nào không tin Giêsu là một nhân vật có thật, bởi vì có nhiều tôn giáo, nhiều sử gia độc lập đều nói đến nhân vật Giêsu. Về vấn đề mấu chốt ở đây, nhân vật tên Giêsu là ai? Cơ đốc giáo cho rằng Giêsu là Đấng cứu thế, là Đức Chúa Trời. Mục sư có chứng cứ nào để chứng minh điều này không? Dĩ nhiên là tôi có rất nhiều chứng cứ. Trước tiên, hãy xem những lời nói của Chúa Giêsu trong sách Giăng đoạn 10 câu 30. Ta với Cha là một. Và hãy xem phản ứng của những người Do Thái về câu nói này của Ngài. Người Giu-đa trả lời rằng, ấy chẳng phải vì người làm việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lậu ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 8 câu 58 là một thí dụ khác, khi Chúa Giêsu nói rằng, trước khi có Abraham đã có ta, thì một lần nữa người Do Thái phản ứng bằng cách toàn ném đá vào Chúa Giêsu. Tại sao người Do Thái muốn ném đá vào Chúa Giêsu nếu Ngài không nói điều gì mà họ coi là sự nhạo báng, danh xưng Ngài công bố là Đức Chúa Trời? Học giả Lewis nhận định rằng khi Chúa Giêsu xưng mình là Đức Chúa Trời, thì ông Giêsu này hoặc là điên hoặc là Đức Chúa Trời thật, chứ không thể là một giáo sư giỏi hay là khôn ngoan vĩ đại được. Nhưng nếu ông Giêsu này là điên, thì tại sao ông làm được nhiều phép lạ, làm người mù thấy được, người bại đi được, người chết sống lại, và còn tiên tri về nước Do Thái, về thế giới, về nhân loại, và đã ứng nghiệm và đưa ra nhiều dạy dỗ, nếp sống đạo đức, cách cư xử với nhau. Nếu Giêsu không phải là người điên, thì Giêsu phải là Đức Chúa Trời, như Ngài đã tự xác nhận. Tại sao Giêsu phải là Đức Chúa Trời?
Lý do quan trọng nhất, vì nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì sự chết của Ngài không linh nghiệm để thay tội lỗi cho toàn thế giới. Nhưng Chúa Giê-xu phải là người để Ngài có thể chết vào chỗ của loài người. Kinh Thánh là một quyển sách duy nhất thử thách những người không tin bằng cách nói trước tương lai, thách thức thẩm quyền vào sự ứng nghiệm cuối cùng, chắc chắn và trọn vẹn về những gì đã nói trước. Barton Bain đã liệt kê 574 câu trong Cựu Ước là lời dự báo trực tiếp và dành riêng cho Đấng Messi. Ông tìm thấy 103 câu trong 18 sách Cựu Ước, bao gồm 25 câu trong sách Ê-sai, 24 câu trong sách Thi Thiên và 20 câu trong sách Sa-ra-chi. Tất cả dự báo đó đều ứng nghiệm vào Chúa Giê-xu. Điều này nêu lên một câu hỏi thú vị. Có thế nào một người, trong trường hợp này là Chúa Giê-xu, ứng nghiệm từng điều và mọi điều trong những lời tiên tri này hay không? Học giả John Philip nêu lên những nhận xét thật là thích đáng. Ông cho rằng có 109 lời tiên tri trong sách Cựu Ước đã thực sự ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ nhất. Và trong số 845 câu trích dẫn từ Cựu Ước, trong Tân Ước có 333 câu đề cập đến Đấng Christ. Có khoảng 25 lời tiên tri liên quan đến sự phản bội, việc xét xử, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu được nhiều vị tiên tri khác phát biểu trong một giai đoạn kéo dài 500 năm. Những điều đó đã được ứng nghiệm, mặc dù khả năng ứng nghiệm này tính theo thống kê học chỉ là một tỷ lệ vô cùng nhỏ nhoi, là 1 trên 33 triệu. Nếu áp dụng tính thống kê này về sự xác suất cho cả 108 lời tiên tri được ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu đến trần gian lần thứ nhất, thì tỷ lệ của nó sẽ là 1 trên nhiều tỷ. Như thế, nếu một người nắm bắt được những lời tiên tri về đấng cứu thế một cách đầy đủ trọn vẹn, và nếu Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm tất cả đầy đủ những lời tiên tri đó vào lần giáng trần đầu tiên của Ngài, thì địa vị đấng cứu thế chắc chắn phải được công nhận qua Chúa Giê-xu. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi trân trọng kính mời quý ông bà và gia đình đến tham dự lễ Giáng sinh năm 2013 do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng tổ chức vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, địa chỉ 103 West Columbia Street, Fort Church, Virginia 22046. Diễn giả là Mục sư Doc Kellum. Sau giờ thờ phượng có tiệc mừng do Ban Phụ nữ Hội Thánh khoản đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Viết Trung 571-277-6351. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin tạm chấm dứt câu chuyện về Chúa Giê-xu đấng cứu thế. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Đời người rồi qua mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa.